Vâng, bạn Phương Thanh thắc mắc sao VTC không cho bình luận của em lên màn hình với ạ. Và bây giờ thì bạn đã tọa hiện. Chỉ có điều nội dung của bạn chưa ăn nhập lắm về nội dung của trận đấu này. Vâng, bạn Phương Thanh thắc mắc sao VTC không cho bình luận của em lên màn hình với ạ. Và bây giờ thì bạn đã tọa hiện. Thôi, quay gì? Chưa ăn nhập lắm về nội dung của trận đấu này. Let him fall to bring you.